Thưa quý vị, sau 11 năm đem tận lực ra, từ ban giám đốc cho đến tất cả anh em cộng sự, những người khai phóng giúp xây dựng nên tiếng nói này của VNA TV, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh loan báo cho quý vị là trên YouTube chương trình của chúng ta, của đài VNA TV, trên 1 triệu người nghe một lần. Và điều này là ơn trên, là phép lạ. Bên cạnh sự cố gắng không ngừng của từng nhân viên, từ ban giám đốc cho đến tất cả những nhân viên từ lớn đến nhỏ của đài, tất cả đều hy sinh đóng góp âm thầm và chịu đựng, đối phó với biết bao nhiêu khó khăn về tài chính và cạnh tranh một cách khắt khe. Đến giờ phút này về tài chính chúng tôi vẫn chưa có bảo đảm như thế nào hết, nhưng về tinh thần chúng tôi rất là bình an. Tôi cảm ơn tất cả những quý vị giúp đỡ cho đài, đóng góp như anh Mã Gia Trí, thưa quý vị, làm việc với đài bằng tấm lòng và không có một đồng lương nào cả. Làm ở đây là vì muốn có một tiếng nói chân chính để đem lẽ phải lại, để phục vụ cho lý tưởng mà mình tôn thờ. Không có ăn lương, không có phải vì lương mà phải làm. Cho nên một lần nữa chúng tôi cảm ơn cho sự thành công nếu có ở trên phương diện người xem. Bây giờ thì đã có rồi, trên 1 triệu người một chương trình, thì chúng tôi không bao giờ quên ơn tất cả mọi người đã đóng góp cho sự thành công này. Anh Mã Gia Trí, bây giờ thì có lẽ là đài VNA TV của chúng ta là một trong những đài mang những cái bằng chứng sự thật để chống lại nguyên cả một tập đoàn khủng khiếp nhất của thế giới này, đương quýnh sập nước Hoa Kỳ. Họ giấu nhẹm tất cả những tin chúng ta đem những cái tin ra, ví dụ như là Dominion Voting System. Không có đài nào nha nhãi như đài VNA TV hàng ngày. Từ buổi sáng đến buổi chiều chúng tôi có chương trình để tố giác cái hệ thống này. Nó là của tàu, của những người ngoại quốc muốn ảnh hưởng đến, điều khiển đến cuộc bầu cử này. Đó, thì thưa anh, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay bằng tất cả những bằng chứng. Cái hệ thống Dominion này nó đã ra tới tòa án, có nghĩa là gì? Tức là bây giờ cái chuyện đó như là hiển nhiên rồi, không còn nó vô căn cứ, vô bằng chứng. Vâng, thưa mọi người. Cảm ơn anh Du Miên. Trước khi chúng ta nói là chúng ta tiếp tục, xin một liều là xin quý vị tiếp tục cầu nguyện với chúng ta để chúng ta cố gắng làm tốt hơn. Chúng ta luôn luôn lúc nào với cái tâm tình đó chúng ta cương quyết làm tốt hơn để đem đến cho quý vị cái sự thật. Cái quan trọng nhất là sự thật, bởi vì sự thật á, thì sẽ set you free, sự thật sẽ cho mình đi đến cái đích điểm và hạnh phúc thật sự. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy đây là cái tòa mà ở tại Georgia mà bây giờ họ bắt đầu, như là anh Du Miên nói, cũng chúng tôi nói trong những tuần qua, bằng cớ nó ra rất là đầy. Bây giờ trên gần 800 người ký giấy. Những người này là nhân chứng sống, thấy, nghe và observe và ký cái là bằng cớ là bây giờ nếu họ nói sai, họ sẵn sàng vô tù. Ở tù. Sẵn sàng vô tù. Bởi vì nó quan trọng như vậy. Bởi vì đó thì chúng ta... Rồi, chính những người này cũng như bà Sydney Power, bà nói bây giờ bà có khoảng mấy cái truck mà shred cái thơ và lễ bầu người ta đem cho bà. Hỏi bà đâu có, là kính thưa quý vị, cái sức mạnh của Hoa Kỳ, 80 triệu người đi bầu này, họ lục lạo tất cả những bằng cớ nào họ đem về trong trong. Không cần mướn ai, không cần tốn các sư nào, mà họ vì chính nghĩa. Đây là một cái chuyện tranh đấu sống còn cho dân tộc, sống còn cho dân tộc này, mà sống còn cho thế giới luôn. Cái sự tự do và cái sự độc tài. Chúng ta thấy, chúng ta đã chạy khỏi cộng sản, như thấy cái manh nha của những người họ làm nó y chang. Tại sao nó có Antifa? Bởi vì nếu tổng thống Trump thắng đó, thì nó nổi loạn lên nữa rồi, mà nó thua thì nó cũng loạn, nó cái quân này của Obama và cái nhóm này họ lập ra để phá mình rồi. Cái thứ nhì nữa là vì chính vì vậy, đây là cái lúc rất là quan trọng mà chúng ta sẽ chia sẻ một phần nữa của một tổng thống, của ông cựu trung tướng McKinley. Nó quan trọng lắm quý vị, là bây giờ nó quan trọng không phải là cái gì giữa hai system, cái quan trọng đây là sự sống còn của đất nước. Cái sự, bị chúng ta nghe Biden cứ nói đây là cái cuộc tranh đấu, tranh giành cái soul of America, tranh giành cái linh hồn của America, mình không hiểu họ nói gì.
té ra họ muốn thiệt, họ muốn là mình trở thành phát xít, mà họ là vấn đề kiểu mà họ đặt vấn đề mà họ cái system này mình quá dễ dãi. Kính thưa quý vị, nhớ một cái kinh nghiệm khi mình dealing với lại Soviet Union hồi 80, hồi 50, 60, 70, mình thù nó, mình không có cho Soviet dính với tất cả technology. Mỗi lần chia sẻ cái gì phải rất khó khăn. Công ty anh Tàu á, mình mở ra rất nhiều. Nó chung vô trong trong áo mình, chung cho bên trong của mình, rồi nó chia tiền, nó mua, nó làm đủ thứ, mà nó có kế hoạch và nó có một kế hoạch tàn ác, mà nó những và cái sự nguy hiểm nhất, cái vũ khí nguy hiểm nhất của đối thủ của chúng ta đây là họ có tiền. Cái tiền họ mua được tất cả, thành ra đây quý vị thấy là nó lòi ra cái Dominion này là một cái software làm bởi cái hardware mà làm bởi Symantec. Nó làm ở tại Canada nhưng mà nó dính với Germany và nó dính với bên trong nó có những cái chip của Tàu, Tây Tây Ban Nha Tây luôn Ban Nha nữa. Mà cái chuyện này lòi ra không phải vì chúng ta cắt nghĩa được một vài chuyện, là cái chuyện này không phải mới đây, họ bắt đầu thử thử lửa những năm về trước rồi, 2002 rồi 2008. Mà chúng ta bây giờ cắt nghĩa chúng ta một cái chuyện, tại sao Obama là một người senator, junior senator, một cái người nghị sĩ, thượng nghị sĩ mà cấp dưới cấp mới ta làm thôi, chưa có một đạo luật nào quan trọng họ làm được, chưa có thành công một cái gì mà tại sao thắng? Thắng là bởi vì báo chí nó nằm trong kế hoạch trong đó, nó promote ông này lên. Thứ nhì nữa là nó ăn gian mà mình không biết. Thì bây giờ cái chuyện này là những cái algorithm, tức là nó những cái mà nó cái cơ chế nó để trong đó là nó có thể dọn được. Bây giờ chúng ta nó cứ họ làm việc với các state, nhất là ở Arizona. May mắn là Arizona cũng có một đa số là những nhà lập pháp ở đó là của Cộng hòa, họ yêu cầu phải làm audit cái này, họ yêu cầu phải audit lại, nhưng mà Secretary State của Georgia và Governor không muốn làm. Nhưng mà cái này bằng cớ rành rành mà họ bây giờ phải audit cái Dominion là bởi vì tìm ra là họ đã thay phiếu này. Quý vị thấy cái câu significant number of voter belief là fraud occur with the number of irregularities is easy to understand why, because allegation là cái vendor của Dominion nó quan trọng như thế này. Kính thưa quý vị, quý vị sẽ nghe chính ông dân biểu Jordan đã nói bây giờ trên 35% dân Hoa Kỳ không tin cái bầu cử này là trong sạch, có bằng cớ. Và như vậy khi mà đến như vậy rồi á, thì cái cuộc bầu cử này là bất thành, bởi vì không phải là bầu cử trong sạch mà là một cuộc gian lận, một cuộc, xin lỗi quý vị, cái danh từ là ăn cướp, cướp chính quyền bằng cái bầu cử. Thế là họ dùng gậy ông đập lưng ông. Hoa Kỳ quá tự do, quá bầu cử thì họ dùng cái bầu cử này họ đập. Thì đây là những cái người mà nhân chứng, người bà này đếm phiếu 22 năm thì bà thấy những cái đếm phiếu là nó sai trái, mà có những cái sắp phiếu là nó y chang như nó có cái clip nó dính ở cái đầu 40 mấy cái mà nó làm như là nó rõ ràng là không phải đó. Bà nói là đây, chứng tỏ nó rên đi rên lại mấy chục lần, 30-40 lần, tức là quét đi quét lại đó, quét đi quét lại, quét đi quét lại. Mà chính vì nó đâu cho những cái suốt 8 tiếng đồng hồ nó đuổi những cái người cộng hòa ra hết, mà nó không cho đứng lại gần coi nữa. Thì đây là một cuộc âm mưu họ đẩy từ đầu là cái bail-in ballot là bởi vì sự an toàn, nhưng mà thật sự không, là một sự cướp chính quyền của dân chủ và cướp bề mặt là ngoài là dân chủ bị dùng, nhưng mà bên trong là Tàu Cộng và những cái xứ khác muốn xâm lăng xứ này bằng cái đầu cử của mình đó. Mà hơn nữa cái vấn đề technology, cái Dominion là nó chế ra để ăn gian, mà bây giờ mình một xứ văn minh như vậy, những cái secure như vậy, bảo mật như vậy, mà mình đi xài cái xứ cái đồ cái này là đây, họ cố thưa ý. anh giảng sư Mai Gia Trí cũng như quý khán giả đương nhìn thấy cái người này không phải đội mồ sống dậy, mà bà ấy sống đương sống, bà có tên tuổi và làm việc bao nhiêu năm ở trong hệ thống của chính quyền ở đây, mà bà ra đó mà không phải nhân chứng sao? Không có một báo thiên tả nào của Hoa Kỳ đăng về chuyện này, cũng như một chuyện thanh thiên bạch nhật, ngày hôm nay là ngày 8 Tây tháng 12 là ngày tất cả đại cử tri họp để mà chọn cái ngày mà đúng như là quy trình của bầu cử. Thưa quý vị, tòa án tối cao ông chánh án Alito ngày hôm nay ông xét cái vụ ông dân biểu ở tiểu bang đã tố giác là ở tiểu bang Pennsylvania đi ngược lại hiến pháp của tiểu bang và đi ngược lại hiến pháp của Hoa Kỳ. Một cái tin lớn đến mức như vậy không có báo đài nào
của thiên tả CNN không có một chữ, New York Times không có một chữ, Washington Post không có một chữ về cái ngày trọng đại này. Thượng nghị sĩ Ted Cruz ngày hôm nay đi ra đứng trước tòa tối cao pháp viện để biện minh cho cái chuyện này. Yeah. Để chứng minh và làm chứng cái chuyện này ở tòa. Cái tin lớn như vậy mà không nói thưa vị ngay giờ phút này đấy. Yeah. Là tòa án bây giờ đã có cái chuyện mà luật sư đại diện cho chính quyền của Pennsylvania ra giải trình với ông tố cáo pháp viện thẩm phán này. Yeah. Chính vì vậy là một cái tòa rập phải gọi là phản quốc. Bởi vì không đăng những cái chuyện này thì là phản quốc, là bởi vì không có đăng sự thật. Đây ông tướng General McKinley này, ông nói đây là một cái chuyện phản quốc và lật đổ chế độ của Hoa Kỳ. Mà giữa sự tranh đấu hiện giờ giữa Hoa Kỳ và China và đối lập ở ngoài muốn lật đổ, mà ông nói là nếu tôi là Tổng thống Trump, ông thảo một cái luật hành pháp. Thứ nhất là tuyên bố quân lực. Thứ nhì là thiết lập tòa án quân sự. Thứ ba là thiết quân lực và bắt tất cả những bằng cớ này, những người nào dính cho tiền, involved directly, trực tiếp hay gián tiếp hay là support, là tất cả đưa ra tòa thẳng xử hết. Là bởi vì đây, họ che giấu là đây là những cái sứ, họ ổng chỉ nói là third world country, những cái sứ mà bây giờ như là Venezuela hay là ở Africa, nó không biết làm mấy cái trò này. Mà bây giờ ngay tại Hoa Kỳ làm gì mà bây giờ còn báo chí còn hè hùng để làm gì. Thưa quý vị, một cái tội nó lớn vô cùng. Cái tội nói láo nó lớn vô cùng, cái tội lường gạt nó lớn vô cùng, mà nó liên lạc, nó dính lên cái kết hậu quả của sinh mạng của bao nhiêu người. Và hơn nữa cái tội này trước lịch sử, bao nhiêu người chết để cho mình được cái tự do này. Bây giờ mình dâng cúng cái nước này cho cái lực lượng như thế này. Quý thưa quý vị, đây là ông Trung tướng mà ông nói là bắt buộc, nếu không làm bây giờ thì sẽ trễ đi. Bởi vì là nếu mà không làm thì Biden vô thì họ có cái lực lượng của họ, là mình chống họ là họ giết liền, là y hệt như là cộng sản mà nó nắm chính quyền đó, nó bắt bao nhiêu người trí thức nó giết hết. Là bởi vì đây là cái chuyện mà chúng ta rất là nguy hiểm. Thì là ông nói bây giờ làm, bây giờ không phải chỉ là election fraud mà là một cuộc đảo chính toàn diện và có âm mưu, có phân tích, có tính những cái Antifa là cái cớ và cái chuyện nhỏ của họ làm thôi trong cái kế hoạch của Heidi hơn bao giờ hết. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta năn nỉ mời gọi quý vị cầu nguyện? Chúng ta cần ơn trên, chúng ta cần phép lạ, chúng ta cần ơn trên, mà trong ơn trên thì sẽ không bao giờ mà chúng ta thất bại. Trong ơn trên thì tất cả đều thành công. Mà tại sao ngày hôm nay là mùng 8 mà lại tối cao pháp viện lại đổi? Bởi vì chúng ta thấy trong đó có ảnh hưởng và tạ ơn Đức Mẹ để chúng ta tiếp tục. Quý vị tôn giáo nào, mời quý vị hiệp tâm hiệp lực với chúng ta cùng cầu nguyện trên đài. Bây giờ chúng ta có 1 triệu người coi, xin mời tất cả quý vị, mỗi một người xin góp một lời nói, một cái sự hy sinh để cho đất nước, thì cái lời nó vang dội lên cả triệu triệu lần. Cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng tôi sẽ trở lại phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bàn về mà anh Mã Gia Trí sẽ trình bày về cái khả năng thiết quân luật có diễn ra như thế nào trong bối cảnh của nước Mỹ bây giờ. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo.